Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chuyên mục trồng chậu về cây nhãn lông tím nha. Trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là lô nhãn lông tím. Cây nào cũng đang sẵn trái hết nha. Nhãn lông tím thì ra trái màu tím tím đỏ đỏ giống như vậy. Nhìn nó cũng rất là đẹp ha bà con. Nó ra sắc tố màu tím như vậy nè. Đó. Chúng ta cũng có thể là trồng chậu nè, trồng phong thủy hoặc là chúng ta trồng cảnh quan, trồng vườn khu sinh thái. Rất là đẹp hả bà con, nhưng mà ăn rất là thơm nha. Đây, cái lá nó cũng màu tím luôn nha. Thì ngày hôm nay Ly sẽ báo giá cũng như là đo kích thước quanh cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo ha. Thì bên trung tâm cây giống có cây giống nhỏ nữa nha. Cây giống nhỏ giống như vậy thì là 70.000 trên một cây đây hả bà con. Đây là cái lá nhãn lông tím nè. Cái lá nó cũng màu tím, cái hạt ở bên trong nó cũng màu tím, cái trái nó cũng màu tím luôn. Thì bây giờ Ly sẽ nhờ băng phong đo cho quý bà con chúng ta xem bề hoành của cây ha, cũng như là chiều cao của cây bao nhiêu, thì Ly sẽ báo giá cho cô chú anh chị là chúng ta thích cây giống nào thì chúng ta cũng có thể lựa chọn nha. Ly có dán số vô từng cây hết rồi nè. Đây, cây đầu tiên là cây số 1 nè. Đó, cây số 1. Cây đang sẵn trái. Cây này cũng nhiều trái nha bà con. Quay qua giùm chị ơi. Đây. Đọt nào nó cũng có trái hết nè. Chùm này 3 trái, chùm bên đây 3 trái, rồi chùm bên kia cũng có trái luôn. Mua về là có trái ăn ngay luôn nha. Rồi đo giùm chị cái hoành bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu luôn, cây số 1. Hoành 8. Hoành 8 nha bà con. Chiều cao. Nhiều. 86. 86. 86 là chưa được 1 mét nha bà con. Cao hơn 8 tấc tàn xòe nè. Tại vì bạn này lo cái nhánh bên đây, chứ đo cái nhánh bên đây thì nó sẽ cao hơn nha. Đây, cái nhánh này nè. Nếu như mà đo cái nhánh này là cao khoảng 1 mét rồi. Cái giá bên Ly đang bán là 600 ngàn một cây. Cây đang sẵn trái là cây số 1. Rồi ghim xuống luôn. Rồi tới cây số 2. Cây số 2 là cây một thân nha. Anh chị nào chúng ta thích chơi kiển nè, trồng chậu á, thì cây này nó rất là đẹp, một thân ở dưới thóc thân lên, ở trên thì cây xè ra nè. Cây này thì trái nhiều hơn nữa. Đây quý bà con chúng ta thấy không, trái nè. Đó, trái rất là sai nè. Trồng phong thủy cũng rất là may mắn nha bà con, trồng làm điểm nhấn cho những cái quán cà phê hoặc là những cái chỗ nào mà cần khách tham quan ghé thì chúng ta cũng có thể là trồng cây nhãn tím này trên đây nữa nè. Đó, rồi đo chiều cao giùm chị. Cái hoành 7. Cây này cao 1m1. Cây này cây số mấy vậy? Cây số 2. Cây số 2. Cây thân này nè, cái hoành là 7 nha bà con. Còn chiều cao lên á thì là 1m1. Cây thoát thân lên rất là đẹp nè, ở trên tàn xòe. Cái cây này là 700 ngàn trên một cây. Là cây số 2 ha bà con. Cây đang sẵn trái rất là nhiều nha. Đó, nhãn tím thì quý bà con chúng ta trồng nó có thể là ra trái nhiều hơn nhãn bình thường, tức là nhãn truyền thống á, một năm nó sẽ ra được nhiều vụ hơn. Chúng ta ăn xong rồi chúng ta cắt cái cành, cắt cái đọt thì nó sẽ ra những cái đọt mới thì nó sẽ ra trái tiếp theo thôi. Đây là cây số 2, 700 ngàn, cây đang sẵn trái luôn, nhìn nó rất là cưng hả bà con. Rồi cây số 3, đo hoành chiều cao giùm chị luôn. Cây nào cũng đang sẵn trái nha. Ngày hôm nay Ly giao lưu cho quý bà con chúng ta cũng như là báo giá cho quý bà con 8. Chúng ta hoành bao nhiêu? Hoành 8. Hoành 8. Cây này cao ạ? Cao 1m3. Cao 1m3. Hoành 8, cao 1m3. Nhưng mà cái này thì cái tàn nó không bằng cây số 2 hả bà con. Cái tàn thì nó không đẹp bằng nè. Đó. Cái giá đang bán là 600 ngàn một cây, là cây số 3. Hoành 8, cao 1m3. Ngồi xuống luôn. Cây đang sẵn trái hết nha. Tới cây số 4. Cây này cũng khá là ok, đẹp nè. Trái nhiều. Đó, đi quay trái cho quý bà con chúng ta xem đây. Khi mà quý bà con chúng ta trồng ra cái chậu to hơn hoặc là trồng xuống đất thì trái nó sẽ sai hơn rất là nhiều nha bà con. Tại Ly trồng trong cái chậu nè, rất là bé ha, mà trái nó ra như vậy nè. Chúng ta trồng ra đất thì nó sẽ ra trái sai hơn nữa. Rồi đo thông số giùm chị luôn. Bảy. Hoành 7.
Cao 1m15. Cao 1m15 là cao 1m1 đi hả bà con. Cây này thì bên trung tâm cây giống đang bán với cái giá là 700 ngàn cho một cây. Cây đang sẵn hoa sẵn trái, cây thoát thân lên rất là cao rồi nè. Quý bà con chúng ta về muốn nuôi cái nhánh này thì chúng ta nuôi. Còn nếu như anh chị nào chúng ta thích chơi kiển, chơi một thân một cốt đi lên cao thì chúng ta cắt bỏ cái nhánh này ha. Cắt bỏ cái tàn này. Đây, thoát thân lên cao lắm. Cao lên khoảng là 70cm, 80cm gì lận. Nè, ở trên thì nó xè nè. Trái rất là nhiều, xây xây cái cây sơ sơ qua giùm chị. Đây, đó. Nữa, quay nữa. Tàn tròn nha bà con, nó không có bị lép tàn nè. 700 ngàn trên một cây là cây số 4. Đó, 700 ngàn một cây, xuống luôn. Còn cây giống nhỏ giống như vậy thì là 70 ngàn một cây. Chúng ta trồng khoảng 10 tháng thì bắt đầu ra trái bói ha. Rồi, tới cái cây số 5. Đó, đo hoành. Cây này đang đi cơi đọt mới nè. Cái lá nó màu tím tím với bà con chúng ta thấy đẹp không? Cái hoành này là hoành chính. Cây cũng một cốt đi lên nha bà con. Cây này cao 1m2. Cây này trái con thôi. Cây này là cô chú anh chị nào chúng ta thích chơi Tết á, lấy cây giống này về thì sẽ ra trái ngay dịp Tết luôn nha. Ngày Tết mà chúng ta có trái nhãn đỏ đỏ như vậy thì rất là độc lạ ha bà con. Đây, trái xinh xinh đỏ đỏ giống như vậy. Cây này thì là 700 ngàn cho một cây luôn. Hoành chính, cao 1m2. Cây một thân một cốt đi lên, tàn tròn, không lép tàn nha bà con. Đây, cây này thì ra trái ngay dịp Tết nè. Anh chị nào chúng ta thích chơi Tết thì chúng ta lấy cây giống này về ha. Cây số mấy vậy? Cây số 5 đúng không? Số 5. Cây số 5, 700 ngàn trên một cây. Rồi xuống luôn em. Tới cây số 6. Cây số 6. Một cốt đi lên. Tàn ở trên cũng rất là đẹp. Cây đang trái. Đây, trái con nè. Cây này 3 trái nè. 4 trái này cũng có hoa kèm theo nữa này ha bà con. Ở trên nữa nè. Cây này cũng khoảng 7-8 trái, cả chục trái gì đó. Cây cũng đang đi đọt. Đo hoành số chiều cao giùm chị luôn. Cây số 6. Hoành 8. Một mét hai. Cây này thì bên trung tâm cây giống đang bán với cái giá là 700 ngàn cho một cây. Đối với cây số 6 luôn nha bà con. Rồi xuống luôn. Rồi tới cái cây số 7. Cây này là 600 ngàn cho một cây ha bà con. Cây này trái ít nha. Trái ít. Nhưng mà cây tàn đẹp nha. Chừng nữa bạn này nè, nó ra những cái cây đọt này nè, chúng ta nuôi lên thì cái tàn này nó rất là đẹp nè. Cây này thì bên Ly đang bán với cái giá là 600 ngàn cho một cây. Cây số 7 đo chiều cao giùm chị luôn. Hoành luôn. 16. Hoành 6. 1m1 hả bà con. Cây số 7 là 600 ngàn cho một cây. Rồi ngày hôm nay Ly giao lưu cho quý bà con chúng ta về cây nhãn lông tím nha. Cây đang hoa sẵn trái. Có những cây 600 và có những cây 700. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích cây giống nào, cô chú anh chị nhớ cái thông số nè. Đó, Ly quay nè, có dán số vô. Thì Ly sẽ gửi hình ảnh thực tế hoặc là quay lại cho quý bà con chúng ta xem qua đường Zalo ha. Thì bên trung tâm cây giống có ship hàng bưu điện nha bà con. Một cây vẫn đóng luôn nha. Cô chú anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Cây rất là đẹp. Rồi có những cái cây giống nhỏ nữa. Cây giống nhỏ giống như vậy là 70 ngàn trên một cây. Đó là chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi có những cây nhỏ hơn nữa nè. Đó, nhỏ hơn tàn xè nè. Cây này thì bên trung tâm cây giống đang bán với cái giá là 500 ngàn một cây. Đó, 500 ngàn một cây nè. Nhưng mà chưa ra hoa, chưa có trái nha bà con. Chúng ta về trồng khoảng 2-3 tháng nữa. Cây này mới ra búp nè. Còn số lượng rất là nhiều. Nhưng mà Ly chỉ lựa những cái cây ra trái to cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo ha. 7 cây. Đó. Số lượng thì còn rất là nhiều nha. Còn những loại cây giống mới nữa nha bà con. Những cái cây đang cho trái, cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm hoặc là cần những cây giống độc lạ thì cứ việc đăng ký kênh. Ly sẽ up lên cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều.